Khi hỏi các cổ động viên Liverpool về việc Michael Owen có xứng đáng là huyền thoại của sân Anfield hay không, câu trả lời sẽ luôn là có. Nhưng nếu hỏi họ có yêu quý Michael Owen như những tượng đài khác hay không, phần lớn sẽ trả lời là không. Đó cũng chính là nhức nhối lớn nhất trong sự nghiệp của thần đồng bóng đá Anh ngày nào. Một cầu thủ hội ngộ đầy đủ những yếu tố để có thể trở nên vĩ đại. Nhưng khi kết thúc sự nghiệp, sự thừa nhận cũng là điều xa xỉ đối với chủ nhân quả bóng vàng 2001. Michael Owen, một con người luôn đứng giữa ranh giới của tình yêu và sự thù hận. Michael Owen sinh ngày 14 tháng 12 năm 1979 tại Chester, một thành phố gần biên giới của xứ Wales, Vương quốc Anh. Là người con thứ 4 của bà Janet và ông Terry Owen, cha của Owen là một cầu thủ khi còn trẻ. Và cũng chính ông là người đưa cậu con trai của mình đến với thế giới bóng đá, góp công lớn trong việc khai quật một tài năng thiên bẩm của bóng đá xứ sở sương mù. Bằng con mắt của một cầu thủ nhà nghề, bố của Owen đã sớm phát hiện ra sự hứa hẹn của con trai mình về nghiệp quần đùi áo số khi anh mới chỉ là một cậu bé. Michael Owen không mất quá nhiều thời gian để bộc lộ năng khiếu chơi bóng của mình. Chỉ mới 8 tuổi nhưng Owen đã được chọn vào đội U11 của trường tiểu học. Một năm sau, anh trở thành thủ quân của đội. Đang chú ý, huyền thoại Ian Rush của Liverpool khi còn bé cũng theo học ngôi trường này. Ông từng có kỷ lục ghi bàn tồn tại đến 20 năm tại đây trước khi Owen xuất hiện. Thần đồng nước Anh với phong độ hủy diệt đã xô đổ kỷ lục của Ian Rush với 97 bàn thắng trong mùa giải năm đó, bỏ xa thành tích của thế hệ trước đến 25 bàn. Khi lên 12, độ tuổi để các câu lạc bộ ký kết các bản hợp đồng học sinh, Owen lập tức thu hút được sự chú ý của hàng loạt các tên tuổi lớn tại Premier League như Manchester United, Arsenal hay Chelsea. Dù vậy, Liverpool đã nhanh chân hơn khi gửi đến lá thư cho bố của Owen, ông Terry. Dù là một fan trung thành của Everton, đại kình địch của lữ đoàn đỏ, nhưng ông Terry đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Liverpool sẽ là bến đỗ giúp cậu con trai mình đổi đời. Owen được câu lạc bộ giới thiệu vào học viện năng khiếu của FA, sau đó gia nhập đội U15 Anh thi đấu và tạo nhiều kỷ lục cho đội tuyển. Năm 16 tuổi, Michael Owen gia nhập đội trẻ của Liverpool và chơi bên cạnh những người đồng đội hầu hết đã bước sang 18. Anh góp công lớn giúp đội trẻ giành được chiếc cúp vô địch FA và bản thân dần tạo được danh tiếng trên bản đồ bóng đá Anh. Sinh nhật năm 17, Michael Owen nhận được món quà không thể ý nghĩa hơn, đó là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp. Đó cũng là khoảnh khắc Anfield chính thức đón chào một trong những cầu thủ tài năng nhất lịch sử câu lạc bộ. Trong 6 mùa giải chơi cho lữ đoàn đỏ, Michael đã thể hiện hết những gì tinh túy nhất trong sự nghiệp của anh, dù cho đẳng cấp thật sự của cầu thủ này còn được kỳ vọng ở mức cao hơn. Michael Owen nhanh chóng có bàn thắng đầu tiên cho Liverpool vào năm 1997. Kể từ đó, việc cầu thủ này có tên trên bảng tỷ số mỗi cuối tuần đã trở thành một điều quen thuộc với các cổ động viên Liverpool. Với việc chân sút chủ lực Robbie Fowler chấn thương, Michael Owen nghiễm nhiên trở thành người dẫn dắt hàng công của The Kop, và dù cho tuổi đời còn chưa bước qua 20, anh vẫn làm rất tốt công việc của mình. Michael Owen liên tiếp giành được danh hiệu chiếc giày vàng Premier League và giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Bên cạnh đó, thần đồng nước Anh còn lọt vào top 3 tranh cử cầu thủ xuất sắc nhất năm cùng Dennis Bergkamp và Tony Adam. Trong 3 mùa giải đầu tiên chơi cho Liverpool, Owen đã ghi 52 bàn thắng, một con số vô cùng ấn tượng so với những cầu thủ trẻ. Đỉnh cao của Michael Owen đã đến rất sớm. Đó là giai đoạn chuyển giao thập niên mùa giải 2000-2001. Cầu thủ mang áo số 10 là nhân tố chính trong hành trình chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm của lữ đoàn đỏ. Thậm chí Liverpool năm đó còn giành được cú ăn ba với League Cup, FA Cup và Carabao Cup. Tiền đạo người Anh có 24 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo trong cả mùa giải. Trong trận chung kết FA, Liverpool phải đối mặt với một Arsenal đang trong kỷ nguyên vàng, pháo thủ dẫn trước cho đến phút 80, trước khi Michael Owen quyết định làm một điều gì đó đặc biệt. Một pha ngả người volley san bằng tỷ số ở phút 83, 5 phút sau, số 10 khiến các cổ động viên Liverpool như nín thở khi theo dõi pha solo của anh giữa một rừng hậu vệ đối phương. Để rồi khi quả bóng ghim thẳng vào lưới của David Simon, cả một khán đài màu đỏ vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng. Trước mặt họ khi đó là Michael Owen, là số 10 của Liverpool, là người hùng với hai cánh tay dang rộng. Đâu đó trong đám đông, những tiếng hô vang huyền thoại đã vang lên. Nhưng Owen không chỉ là huyền thoại của Liverpool, anh còn là huyền thoại của cả một nền bóng đá. Cuối mùa giải năm đó, anh chính thức trở thành chủ nhân của giải thưởng quả bóng vàng, vượt qua những tượng đài như Raul Gonzalez, Totti hay là Dennis Bergkamp, và là cầu thủ người Anh đầu tiên cho đến hiện tại nhận được danh hiệu này. Năm đó Owen 22 tuổi. Dù trở thành ngôi sao từ độ tuổi còn rất trẻ, nhưng Michael Owen vẫn giữ được nếp sống lành mạnh, khác hẳn với những trường hợp của Balotelli hay là Adriano. Cầu thủ người Anh luôn duy trì được sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Thậm chí trong những buổi tiệc tùng cùng câu lạc bộ, người ta cũng chỉ thấy Owen ngồi một góc và uống cốc tài. Đó cũng chính là lý do ở bên ngoài sân cỏ, Owen thường không nhận được sự quan tâm quá lớn từ cánh báo chí. Họ thích phỏng vấn Robbie Fowler hơn, người được biết đến với tính cách sôi nổi và hài hước. Người đồng đội tại tuyển Anh khi đó là Rio Ferdinand cũng phải thốt lên rằng: "Tôi không hiểu tại sao cậu cứ cố giữ cái hình ảnh lịch sự chết tiệt đó."
Nhưng Owen chỉ đơn giản là đang sống đúng với tính cách của mình: lãnh đạo, ít nói và có chút gì đó khó gần. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống của cầu thủ này ngoài sân cỏ đều được quyết định bởi bố mẹ, đặc biệt là người đại diện của anh, Tony Stephens. Bởi vì tôi còn quá trẻ vào thời điểm danh tiếng và tiền bạc ập đến, nên tất cả những gì xoay quanh cuộc sống của tôi, trừ việc tập luyện và ra sân thi đấu cho Liverpool, nếu được quyết định bởi sự thống nhất giữa cha mẹ cùng Stephens, tôi chỉ tập trung vào bóng đá và để người đại diện của mình quán xuyến mọi thứ khác. Nếu Stephens bảo tôi thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí danh tiếng nào đó, tôi sẽ làm. Nếu Stephens khiến tôi trông như một vị thánh nổi bật giữa đám đông, và thực sự là điều đó đã xảy ra, tôi cũng ok thôi. Hiểu một cách đơn giản, ngoài sân cỏ, Stephens bảo gì tôi làm nấy. Cuộc sống của Owen tại Liverpool cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày chủ tịch của Real Madrid là Florentino Perez công khai ý định theo đuổi Owen với tôn chỉ: những cầu thủ giỏi nhất phải chơi cho Real Madrid. Gerard Houllier, quản lý của Jacob, đáp trả hài hước và châm biếm rằng họ có thể mua được Ronaldo de Lima nhưng không thể có được Michael Owen. Tiền của họ thì chỉ mua được cái chân trái của Owen mà thôi, nhưng cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Tuy nhiên, những thành tích bết bát của Liverpool tại Premier League đã khiến cho Owen đưa ra quyết định thay đổi cả sự nghiệp. Ở tuổi 25, Owen cập bến Santiago Bernabeu và trở thành một trong những viên gạch của đế chế Galacticos 1.0. Chỉ tiếc rằng đây lại là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Ngày ra đi, Owen đã khiến tình cảm của các fan Liverpool trong vòng 6 năm qua tan thành mây khói. Nhưng khi đến Real Madrid, anh cũng không được lòng các Madridista vì đã giành quả bóng vàng 2001, năm mà cổ động viên của kền kền trắng cho rằng Guti hay là Raul mới là những người xứng đáng hơn. Cùng với những Dennis Bergkamp, Zinedine Zidane hay Luis Figo, Owen không thể cạnh tranh nổi một vị trí chính thức trong đội hình Hoàng gia trắng. Anh chỉ có vỏn vẹn một mùa bóng tại Tây Ban Nha với 16 bàn thắng không quá ấn tượng vào lưới các đối thủ chiếu dưới tại La Liga, trước khi ra đi không kèn không trống vào mùa hè 2005. Khi rời Real, Owen đã rất mong muốn sự nghiệp của mình giống với Wayne Rooney, rời Liverpool ra nước ngoài thi đấu một năm sau đó trở lại Anfield, ghi vô số bàn thắng, giành những danh hiệu lớn và trở thành huyền thoại của câu lạc bộ. Nhưng lữ đoàn đỏ khi ấy không cho thấy những nỗ lực đủ lớn để đưa anh về, và Newcastle là lựa chọn duy nhất của Owen khi đó tại Premier League. Nhưng tất cả những gì tinh túy nhất, Owen đều đã để lại Anfield. Những chấn thương dai dẳng đã khiến hình ảnh quả bóng vàng năm nào mãi mãi chìm vào quá khứ. Suốt 3 mùa giải ở Newcastle, Owen có 79 lần ra sân và ghi được 30 bàn thắng, và tất nhiên không giành được danh hiệu nào. Dù ở chặng cuối của sự nghiệp, Michael Owen cũng phần nào được an ủi với danh hiệu vô địch Premier League trong màu áo Manchester United. Thương hiệu này chính thức biến Owen trở thành một tên Judas trong mắt các cổ động viên Liverpool. Trong những lần trở lại Anfield, những gì tiền đạo này nhận được là những tiếng la ó và hàng loạt vật thể lạ được ném vào anh bất cứ khi nào có thể. Quá cay đắng cho Owen khi mà chỉ trước đó 5 năm, sân vận động này vẫn hát vang tên anh mỗi cuối tuần. Michael Owen cũng chẳng được xem là bản hợp đồng thành công của Sir Alex lúc đó. Dấu ấn lớn nhất của Owen tại nhà hát của những giấc mơ là khoảnh khắc anh ghi bàn ở những phút bù giờ trong trận Derby Manchester năm 2009 và chấm hết. Đội bóng cuối cùng của anh trong sự nghiệp là Stoke City với 9 lần ra sân và duy nhất một bàn thắng. Mùa hè 2013, anh tuyên bố giải nghệ, chấm dứt sự nghiệp đầy dang dở của mình. Sự nghiệp đội tuyển quốc gia của Owen cũng không lấy gì là hào nhoáng, cũng như những người đồng đội là Steven Gerrard, Dennis Bergkamp hay là Frank Lampard. Owen không giành được danh hiệu quốc tế nào cùng tam sư trong kỷ nguyên mới. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Owen khi chơi cho đội tuyển quốc gia là tại World Cup 1998, khi mà cầu thủ 19 tuổi đã có màn solo ghi bàn tuyệt vời vào lưới của Argentina. Nhưng khoảnh khắc đó cũng bị che mờ bởi kết quả thua chung cuộc 1-2 hay chiếc thẻ đỏ của Bergkamp. Cũng giống như tài năng của Owen luôn bị những yếu tố bên ngoài che mờ trong suốt sự nghiệp của mình. Trong những thời khắc khó khăn nhất, Michael Owen vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp tuyệt vời và tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Những chấn thương mà anh gặp phải trong sự nghiệp hầu hết đều là những loại quái ác, khước từ những lời đề nghị sọc mùi tiền từ Trung Đông dưỡng già, từ chối về Wolverhampton để thành cầu thủ đắt giá nhất. Không có bất cứ than phiền khi phải ngồi dự bị và sẵn sàng đá trận nào ăn lương trận đó, Owen vẫn giữ cho mình một ngọn lửa đam mê. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn con đường từ bỏ bóng đá và quay về với một đống các nhà hàng, trường đua hay là khách sạn. Những dự án kinh doanh đã khiến cho Owen trở thành một trong những cầu thủ giàu nhất nước Anh. Nhưng anh không làm thế, tình yêu với trái bóng của anh lớn đến mức anh quyết định trở thành một bình luận viên sau khi giải nghệ, nơi mà không ít kẻ đã từng ngồi và chỉ trích anh không ngớt. Khởi đầu theo cách không thể tuyệt vời hơn nhưng lại kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Sự nghiệp của Owen giống như một bản tình ca đẹp nhưng buồn. Người Liverpool yêu hay ghét Owen, câu hỏi đó sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Có mặt trong top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử Liverpool nhưng lại giành Premier League cùng Manchester United, đó là Michael Owen, người đứng giữa ranh giới của tình yêu và sự thù hận.